con cảm ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ chúng con. Một ngày trôi qua, Chúa đã gìn giữ chúng con trong bóng tay yêu thương của Ngài. Xin Chúa ban phước cho con để con có sự khiêm nhường và các bạn nữa. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban cho các bạn có sự khôn ngoan, có trí nhớ tốt nữa. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho cô và các bạn được mạnh khỏe nữa. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa hãy đặt bàn tay nhân từ của Ngài lên và đuổi những con virus ra khỏi cơ thể của các bạn nữa. Con cảm ơn Chúa. Con hiệp trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.